Và chào các bạn, hàng ngày Thinh View vẫn edit video bằng hai bộ PC có hình dao khủng, một bộ sử dụng Core i7-8700K, còn bộ thứ hai sử dụng CPU 5960X, và cả hai thì đều dùng cả đồ họa của AMD là Vega 64, chạy Hackintosh, RAM là 32GB nữa, cấu hình rất là khủng. Vậy mà thỉnh thoảng edit video 4K vẫn còn bị giật lag rất là nhiều anh em ạ. Nhưng mà hôm nay mình lại không muốn edit video 4K bằng PC nữa, mà mình sẽ sử dụng chính chiếc iPad Pro 11 inch này để có thể edit video 4K. Anh em thử dự đoán xem kết quả của nó như nào. Đáng nhẽ video ngày hôm nay mình phải đặt là thử edit video 4K bằng iPad Pro và cái kết chứ, đúng không? Thế thì sẽ giật tít hơn đấy. Nhưng mà thôi, vào mấy thanh niên lại bảo là clickbait này nọ mệt lắm. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nhá. File mình sử dụng ở đây là file được quay bằng Red, máy ảnh Red mà TVU đang sử dụng đấy. Tuy nhiên thì hơi đáng buồn một chút, đó chính là con iPad Pro này nó lại không đọc được định dạng của file Red là ProRes. Thế nên mình đã phải render lại sang file MOV. Tất nhiên là dung lượng nó sẽ giảm đi khá nhiều. Tuy nhiên thì file hiện tại nó vẫn là quá là đủ để có thể test sức mạnh của chiếc iPad Pro 11 inch này rồi. Và phần mềm mình sử dụng ở đây đó chính là LumaFusion. Phần mềm này mua phải mất tiền, hết hơn 3 lít đấy. Vì vậy thì anh em đừng tiếc một like cho video nha, cũng như subscribe channel nếu thấy video này hay và hữu ích. Công việc đầu tiên cần làm là chúng ta cần phải copy file đã. Hiện tại tất cả những file mình đã copy hết vào đây rồi. iPad OS mới hỗ trợ copy file, thế nên mình cảm thấy cực kỳ tiện. Và hiện tại thì mình đang sử dụng cái ổ 5T này của Samsung, tháo hộp copy luôn. Sau khi cắm bóc vào rồi thì nó sẽ ngay lập tức hiện ra cái bóc của Phan Tuấn Anh trong mục file. Trong mục file ở đây mình sẽ vào đây, file mình đã cắp ở đây rồi, file Xbox. Và hôm nay thì mình sẽ dựng video Xbox, video đầu tiên ở trên channel mới. Channel này như thế nào thì lát nữa trong quá trình dựng thì mình sẽ chia sẻ với cả các bạn nhé. Đây, copy vào thư mục On My iPad. Ở đây thì mình đã copy sẵn đây rồi. Hoặc là các bạn cũng có thể copy vào thư mục iCloud Drive. Nhưng mà copy vào iCloud Drive thì nó sẽ mất thời gian tải rồi, sinh mất thời gian lắm. Mình copy luôn vào cái iPad của mình có dung lượng là 64GB, thừa dung lượng để có thể dựng video 4K này. Bây giờ thì mình sẽ vào phần mềm LumaFusion. Đây chính là giao diện của phần mềm LumaFusion. Nhìn nó na ná, có một chất gì đó giống Final Cut ấy. Ở đây thì file video 4K mình đã kéo xuống đây rồi. Thử preview nhá. Cho tiếng cao cao lên một chút. Các game trên Xbox One S khá vị mang hết lên PC. Ít game độc quyền quá. Ban ngày thì anh em có thể chơi trên Xbox One S. Đây, cái nội dung về Xbox One S mình đã thu xong rồi. Hiện tại thì đang edit video. Về channel mới thì vẫn nói về công nghệ thôi. Nhưng mà cái tinh thần của channel mới này, đó chính là nó sẽ giúp cho các bạn cảm thấy thư giãn nhất khi các bạn xem những cái thông tin liên quan đến công nghệ. Khi các bạn xem những bài review về công nghệ, các bạn sẽ cảm thấy thư giãn nhất. Thế nên mình sẽ dựng làm sao để khi xem các bạn sẽ thấy thư giãn thoải mái nhất. Ok, chơi tiếp trên PC của anh em. Đang nói về một số những cái tính năng về Xbox One S. Nhưng mà đầu tiên thì mình muốn là tạo một cái đoạn nhạc intro vào cảnh ban đầu. Đây là những video đem lại sự thoải mái cho người xem. Vì vậy thì mình sẽ chọn những cái bài nhạc nó nhẹ nhàng. Mình nghĩ là nhạc ra rất là phù hợp nhất trong trường hợp này. Đây, thử một bài hát nhá. Nhân tiện đây, anh em có thể thấy là giao diện của Safari bây giờ dùng giao diện của desktop. Thế nên bây giờ mình có thể là nghe nhạc ngay trên này luôn, rất là tiện. Và mình có thể download ở đây luôn. Trình download nó sẽ hiện đây luôn. Và nó sẽ tự động tải về file ở đây. Nó sẽ tải về mục download ở đây. Đấy, anh em thấy không? Left without answer. Rời đi mà không trả lời. Ok, bây giờ vào phần mềm LumaFusion để kéo cái bài hát đấy vào nhá. Import anh em chọn ở đây này. iCloud Drive. Download. Đây, chính là cái bài hát của chúng ta. Chọn hai lần, nó sẽ tự động nhảy vào phần đầu tiên. Ok, đầu tiên cho vào nào. Rồi, anh em chỉ cần giữ thôi. Ở trong cái phần mềm LumaFusion này có đầy đủ tất cả những tính năng mà anh em cần để có thể edit video. Gần như là đầy đủ luôn. Hợp thật đấy. Như kiểu anh em được có một cái cảm giác là thoát
thoát ra khỏi sự ổn ã của cuộc sống để có thể hoàn toàn nhập tâm vào những cái video như thế này. Nhưng mà mình nghĩ rằng là mình cần cho nó chậm đi một chút, slow motion đi một chút. Chọn vào đây. Rồi, nó sẽ hiện lên một cái giao diện để cho chúng ta có thể tùy chỉnh những cái thông tin của video này. Từ chỉnh màu này, cho đến chỉnh tốc độ. Đây, mình sẽ chọn tốc độ xuống còn 0.7 đi. Rồi, đẹp thật. Hợp đấy, hợp đấy. Mình sẽ lấy đoạn này. Tiếp theo thì mình sẽ lấy một cái đoạn cảnh trám khác. Tiếc là mình không có cây bút Apple Pencil ở đây. Nếu mà có thì dùng sẽ tiện hơn rất là nhiều. Hiện tại thì vẫn còn phải chỉ trò trò, nhìn nó không được sang cho lắm. Xem chuyển cảnh có hợp hay không nhá. Cái đoạn này bị đen rồi, cần phải cắt đi. Để có thể cắt sang hai cạnh ấy, anh em chọn này. Đấy, rồi kéo vào là xong. Cắt rất là mượt. Mình quá là ngạc nhiên khi nó không bị giật hay là khựng một chút nào luôn. Kinh thật. Nhưng mà lát nữa chúng ta hãy thêm một vài những hiệu ứng vào để xem nó có giật hay không nhá. Đây, khi mình đã chỉnh slow motion rồi mà nó vẫn không bị giật một chút nào cả. Bình thường trên PC mà để slow motion xuống 0.8 là nó mới giật luôn đấy. Nhưng mà có lẽ rằng đây mới chỉ là những cái cắt ghép đơn giản ban đầu thôi. Màu có vẻ là không ăn nhập cho lắm. Tại vì cái này đang là tông xanh, sang cái này thì nó lại hơi ám vàng một chút. Bây giờ mình vào mình chỉnh thêm màu sắc xem nó như thế nào nhá. Chỉnh sáng, chỉnh tương phản, saturation này. Video này nó, cái thằng quay nó đẩy ISO lên cao quá sao ấy. Nhìn màu sắc nó không có chiều sâu. Phải đẩy contrast lên một chút mới được. Rồi. Sau khi đẩy contrast lên thì cho saturation lên một chút. Để cho màu sắc nó rực rỡ hơn. Thường thường thì khi chỉnh saturation lên thì nó sẽ bị hơi ám vàng một chút. Bây giờ thêm xanh vào nhá, bù xanh vào. Ok. Thêm chút tím vào. Đây, hơi tím quá rồi. Có vẻ là hợp đấy. À, xem nào. Cảnh đầu đẹp thật. Ôi. Đỡ chuối hơn ban đầu. Thử live view xem nào. Xem có bị giật không. Rồi. Không giật một chút nào luôn. Ok. Đoạn này chỉ lấy một đoạn thôi. Anh em thấy không? Không hề bị drop một chút hình nào cả. Bình thường cả cái việc anh em dùng laptop ấy, anh em vẫn phải cắm sạc vào để có thể cấp nguồn cho nó đúng không? Đây, ngay cả chiếc iPad này không cần thiết phải cắm sạc gì cả. Dựng vẫn rất là ngon. Phòng ngủ chơi tiếp trên PC của anh em. Game của các bạn nó sẽ được xinh hết. Màu sắc quay bằng red ảo thật. Những cái công việc chuyển qua lại giữa các sequence khá đơn giản, không gặp hiện tượng gì khó khăn cả. Không bao giờ bị treo máy, mặc dù đây mới chỉ là phiên bản iPadOS Developer Beta thôi, nhưng mà nó đã mượt như này rồi thì phiên bản chính thức dự kiến nó sẽ dùng còn sướng hơn nữa. Có lẽ là mình sẽ chỉ dựng demo một đoạn đầu tiên thôi, cho anh em đỡ mất thời gian. Và nếu mà anh em muốn xem cả một video đánh giá chi tiết về chiếc Xbox One video đầu tiên trên channel mới được dựng bằng chiếc iPad Pro này thì anh em hãy chờ đợi ít ngày nữa nhé. Channel mới sẽ được công bố chính thức thôi. Channel mới này dựng khá mất thời gian bởi vì chúng mình đầu tư rất là nhiều vào hình ảnh cũng như là truyền tải được cái cảm xúc trong đó. Thậm chí một đoạn chỉ mất có khoảng 10 giây thôi, nhưng mà từ nãy các bạn thấy mình dựng đi dựng lại chắc phải đến nửa tiếng rồi. Đây là đoạn chuyển giữa hai cảnh, thế nên sẽ phải có sự khác biệt về mặt âm thanh. Đây, mình sẽ chỉ nó dừng đến đây thôi. Xem lại ạ. Không hoàn toàn đúng. Bởi vì sao? Lý do đầu tiên đó chính là bởi Xbox One nó được. Bây giờ sẽ ghép đến cái đoạn chuyển cảnh giữa lúc mình nói và Tuấn Anh nêu cảm nhận. Xóa cái đoạn này đi. Đến với lý do thứ ba vì sao Xbox One S có giá trị rất là lớn. Đến với lý do thứ ba, mà mình cho rằng Xbox One S vẫn còn rất là nhiều đất diễn. Đoạn chuyển. Lý do này thì sẽ thiết thực hơn rất là nhiều. Đó chính là bởi tay cầm của Xbox One S. Nó cầm quá sướng đi.
rất là nhiều người mua Xbox One S. Rồi. Giá cao cũng chỉ vì cái tay cầm của nó thôi. Nói chung thì anh là một cái thằng chơi console nên được, hợp hợp. Giá cũng giá cao hơn một chút để có cái tay cầm Xbox One này. Như kiểu review lại những gì mình vừa dựng lúc nãy nhá. Ngày thứ 5, mình ăn nằm với đây là khi đã cho hình ảnh vào rồi này. Mình muốn nói về việc là các game trên Xbox One cho màu sắc vào rồi không bị giật chút nào cả. Ít game độc quyền quá. Nhiều người cho rằng không có lý do gì để mua Xbox One S cả. Mình thấy rằng quan điểm đó cũng không hoàn toàn đúng. Bởi vì sao? Lý do đầu tiên đó chính là bởi Xbox One S nó hỗ trợ streaming. Chuyển cảnh không bị khựng. Cầm chiếc laptop của bạn về quê vẫn có thể đua xe Forza vẫn. Đây, cái phần này thì mình thuyết trình thôi. Anh em thường xuyên chơi Xbox One S thôi. Đến với lý do thứ ba mà mình cho rằng Xbox One S vẫn còn rất là nhiều đặc diễn. Lý do này thì sẽ thiết thực hơn rất là nhiều. Đó chính là bởi tay cầm của Xbox One S. Nó cầm quá sướng đi. Rất là nhiều người mua Xbox One S. Giá cao. Đoạn này slow motion. Thì tay cầm của nó thôi. Ok, như vậy là mình đã dựng xong một đoạn trong video về chiếc Xbox One S này. Có lẽ là mình sẽ chỉ dựng demo một đoạn nhỏ thôi. Bởi vì nếu mà mình dựng cả video này thì sẽ mất rất là nhiều thời gian của bạn. Nhưng mà chỉ bấy nhiêu thôi, các bạn cũng có thể nhận ra được rằng khả năng edit video 4K trên chiếc iPad Pro 11 inch này, đó chính là nó ghê gớm như nào đúng không? Từ khi mình add những hiệu ứng màu sắc, mình add slow motion, mình cắt ghép nhạc, chuyển cảnh các thứ, nó không hề bị giật một chút nào dù chỉ một khung hình mà thôi. Mình quá là ngạc nhiên và quá là bất ngờ với khả năng edit video 4K trên chiếc iPad Pro 11 inch này. Và thông qua video này thì mình muốn chia sẻ với các bạn một điều mà người dùng thường không để ý từ trước đến nay. Đó chính là khả năng tối ưu phần mềm nó quan trọng hơn gấp bội lần so với việc là nâng cấp cấu hình phần cứng bên trong. Các bạn để ý nhé, hàng năm Intel, Nvidia hay là AMD luôn công bố những cấu hình mới với sức mạnh tăng lên 10%, 20%, 30%. Nhưng mà cái ông Adobe, cái phần mềm chuyên để dựng đồ họa ấy, thì lại nổi tiếng với việc là tối ưu phần mềm dở ẹc à. Vậy thì bảo sao người dùng bỏ ra 50 triệu để build PC mà dựng edit video 4K vẫn cảm thấy lag. Đấy, ngoài Adobe nhá, mình chia sẻ có rất là nhiều những phần mềm tối ưu cực kỳ tốt, ví dụ như là DaVinci hay là Final Cut. Trước đây thì ThingView toàn edit video bằng Premiere thôi, giật lag liên tục. Nhưng mà từ khi chuyển sang Final Cut, edit sướng hơn rất là nhiều. Đấy là về khoản tối ưu từ phần mềm sang phần cứng. Và ngược lại nhá, cũng sẽ có những bộ máy phần cứng hay là những thiết bị phần cứng được sinh ra để tối ưu cho những phần mềm nhất định. Ví dụ như là chiếc cả Afterburner trên Mac Pro 2019 ấy, nó được tối ưu cho những định dạng edit video của máy ảnh RED về ProRes, ProRes RAW. Thế nên những người dùng quay video bằng máy ảnh RED ấy được hưởng lợi rất là nhiều. Thế nên mình bảo là sếp mua con Mac Pro 2019 đi. Cha chị mua. Đang nói không biết sếp đứng sau. Hay thôi không nói về vấn đề edit video nữa. Bây giờ nói về vấn đề gaming đi. Nên nhiều người sẽ cảm thấy dễ nghe hơn. Thì nói về gaming cũng sẽ có những cỗ máy được tối ưu chỉ cho việc chơi game mà thôi. Ví dụ như là Xbox One S hay là PS4, Nintendo Switch chẳng hạn. Những cỗ máy đấy rất là nhỏ gọn, giá tiền chỉ vào khoảng là 7-8 triệu thôi, nhưng vẫn có thể chơi game 4K đồ họa đỉnh cao. Mà trong khi chơi, chạy cực kỳ mượt mà và không có hề có tiếng ồn gì phát ra ấy. Chơi game cực kỳ sướng, giải trí vô cùng phê luôn. Nhưng mà chơi game trên PC thì sao? Bỏ ra rất là nhiều tiền, tuy nhiên thì quạt gió. Trời, tất nhiên là không sướng chưa nào cả. Tóm lại, nó phải có sự qua lại lẫn nhau giữa phần mềm và khả năng tương thích của phần cứng thì công việc edit video, chơi game hay là bất kỳ công việc gì nó mới trở nên dễ dàng hơn, nó mới tối ưu hơn rất là nhiều. Còn quay trở lại với chiếc iPad Pro 11 inch này, nó chỉ được trang bị con chip di động của Apple A12X thôi. Vậy mà khả năng edit video 4K không khác gì một chiếc PC cấu hình khủng. Anh em thấy sao? Rồi, hy vọng rằng các bạn sẽ cảm thấy video này hữu ích. Nếu các bạn thấy video này hay thì nhớ like cũng như là subscribe channel để ủng hộ chúng mình nhá. Vừa bỏ ra hơn 300.000 cho phần mềm LumaFusion này đấy, dùng xong rồi thôi đấy. Vậy xin chào và hẹn lại.